Hiện ruốc có giá dao động từ 15.000 đến 25.000 đồng một ký. Như vậy, với sản lượng trung bình từ 300 đến 500 ký mỗi tàu, thì sau 2 ngày khai thác, mỗi tàu có thể thu nhập chục triệu đồng. Theo ngư dân, mặc dù đang mùa biển động, nhưng năm nay ruốc xuất hiện dày và kéo dài, cách bờ khoảng 5 đến 7 hải lý. Con ruốc rất nhỏ nhưng lại đi theo đàn dày đặc, nên ngư dân dễ phát hiện. Những chuyến biển trong điều kiện thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng ngư dân được mùa ruốc đã góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết được việc làm cho chủ tàu và bạn thuyền.